Báo cáo các bác là cũng như là một số clip trước, cứ hàng âm ly về là em giới thiệu test cho quý vị à, nhưng mà do nó nhiều hàng quá, test trực tiếp được cho tất cả những dòng âm ly em giới thiệu đến quý vị là bao chạy tốt, bao hoạt động tốt quý vị nhé. Còn hôm nay em giới thiệu qua quay đi cho nó nóng, bác là chốt báo em sẽ kiểm tra hàng chạy ok, tin ổn em mới chuyển hàng cho quý vị, nên là các bác cứ yên tâm. À, hôm nay em giới thiệu tiếp tục đến con âm ly receiver, dòng receiver đèn rất là đẹp, rất đẹp nhé, dài tần đến 1080 luôn. Đây là con âm ly Pioneer model là SX636 quý vị nhé, SX636 quý vị nhé, được chưa, dòng receiver SX636 đây quý vị nhìn chưa, rất là đẹp nhé. Đi 636 đấy quý vị nhìn xem. Đây em quay. Chậm quý vị xem. Đây là ấy nhé. Đây là vết băng dính. Đây. Lau cái hết luôn. Được chưa? Reserver 636. Ngồi gỗ rất là đẹp, ngồi gỗ còn cực kỳ là đẹp quý vị nhé. Em nó đánh hai cầu AB nhé, AB độc lập nhé, hai cầu AB. Quý vị nhớ là model của nó là SX636 nhé. Đây hồi trong này này, cực kỳ đẹp. Đấy, còn phía sau đây. Thì sau đây cũng quay ra cho sáng cho quý vị xem, bởi vì là em muốn quay trong này để cho quý vị nhìn cái hình thức cái đèn của nó cho đẹp này. Còn đằng trước đã đẹp như thế thì đằng sau thì chắc chắn là đẹp rồi, lung linh. Để mà quay ra phía sáng cho quý vị một chút nhé. Nó vẫn bị tối, không được tối được. Đây là hàng âm ly SX636, hàng made in Japan quý vị nhé. Chở khá của nó từ 4 đến 8 ôm, thoải mái quý vị ghép cầu nhé. 636. Giá con âm ly Pioneer SX636 này là 6 triệu rưỡi quý vị nhé. 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến số 0911 169961 giúp em. Vì chú vị thông cảm là em đang đóng hàng rất nhiều cho khách, nhưng mà tiếng bằng dính nó kêu kẹt quá, nhiều bác cứ nói nhưng mà bây giờ mà test loa và nhạc vào nó suốt ngày xoẹt này, mà để dừng không đóng hàng thì không kịp, bác thông cảm.